Việt Nam thắng đậm Lào, đánh bại Lào 6-0. Tuyển Việt Nam có chiến thắng cách biệt nhất AFF Cup 2022 sau 2 ngày thi đấu đầu tiên. 21 giờ 23 phút ngày 21 tháng 12, trận đấu kết thúc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Lào, chiếm ngôi đầu bảng B. 21 giờ 20 phút ngày 21 tháng 12, Văn Thanh lập công. Phút 90+1, Văn Thanh nhận bóng trong vùng cấm rồi dứt điểm quyết đoán về phía góc gần, nâng tỷ số lên 6-0 cho tuyển Việt Nam. 21 giờ 14 phút ngày 21 tháng 12, chưa có bàn thắng cho Văn Thanh. Phút 84, Văn Thanh dứt điểm bằng chân trái trong vùng cấm từ đường trả bóng thuận lợi của Văn Quyết. Cú đá của hậu vệ này lại đưa bóng đi chạch cột. 21 giờ 12 phút ngày 21 tháng 12, Văn Toàn tỏa sáng. Phút 82, Văn Toàn tung cú sút ra ngoài vùng cấm. Bóng đi không quá căng nhưng hiểm hóc, đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn tuyển Lào. 21 giờ 09 phút ngày 21 tháng 12, điểm tích cực của tuyển Việt Nam. Trong hiệp 2, tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Trong những tình huống tấn công biên hay sử dụng bóng dài, các học trò huấn luyện viên Park đạt độ chính xác khá cao, mở ra hai bàn thắng của Tấn Tài và Văn Hậu. Điểm trù của tuyển Việt Nam là chưa có tình huống phối hợp trung lộ sắc nét. 21 giờ 05 phút ngày 21 tháng 12, Tiến Linh rời sân. Người vào thay là Phạm Tuấn Hải. 21 giờ 04 phút ngày 21 tháng 12, Văn Thành lại bỏ lỡ cơ hội. Phút 75, Tấn Tài có pha rót bóng ra cột xa rất chính xác, thuận lợi với đà di chuyển của Văn Thành. Tuy nhiên, hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai lại dứt điểm không như ý, đưa bóng vọt xa. 21 giờ 02 phút ngày 21 tháng 12, Văn Thành bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Phút 73, sau một cú đánh đầu phá bóng lỗi của hậu vệ Lào, bóng tìm đến vị trí của Văn Thành. Tuy nhiên, ở cự ly 3m, Văn Thành lại dứt điểm chạm mép ngoài cột, đưa bóng đi ra ngoài. 20 giờ 53 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam thay cùng lúc 3 người, Tuấn Anh, Văn Thành, Văn Toàn vào thay Hoàng Đức, Văn Hậu và Văn Đức. 20 giờ 48 phút ngày 21 tháng 12, Văn Hậu Chivilla ghi bàn. Từ một sót bóng của Hoàng Đức, Văn Hậu khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú đá Chivilla trong vùng cấm, không cho thủ môn Lào cơ hội cản phá. Tuyển Việt Nam dẫn trước 4-0 ở phút 58. 20 giờ 47 phút ngày 21 tháng 12, Tấn Tài lập công. Phút 56, sau pha đánh đầu ngược của Thành Trung, hàng thủ Lào bị loại bỏ hoàn toàn. Tấn Tài có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành thành bàn. Ảnh Quang Thịnh. 20 giờ 40 phút ngày 21 tháng 12, Văn Quyết thử vận may. Phút 52, Văn Quyết tung cú sút xa từ cự ly khoảng 20m. Tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác. 23:33 ngày 21 tháng 12, hiệp 2 bắt đầu. Lào thực hiện 3 sự thay đổi người. Trong đó, tiền đạo gốc Pháp Billy Ketio Phong Phong cũng phải rời sân. 20:19 ngày 21 tháng 12, hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Cùng Dũng, Ảnh, Quang Thị. 20 giờ 15 phút ngày 21 tháng 12, Cùng Dũng tỏa sáng. Phút 43, tuyển Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm và hậu vệ Lào đã phá bóng không dứt khoát. Cùng Dũng có mặt kịp thời để thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Hùng Dũng cho tuyển Việt Nam. Ảnh Quang Thịnh. 20 giờ 10 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam tấn công chưa hiệu quả, kiểm soát bóng vượt trội, tạo nhiều cơ hội nhưng tuyển Việt Nam mới chỉ có một bàn thắng. Các cầu thủ phòng ngự tuyển Lào vẫn thi đấu khá tập trung. Đồng thời, những pha dứt điểm của học trò huấn luyện viên Park chưa sắc bén. Tuyển Việt Nam đang phải sử dụng nhiều tình huống tạt cánh do Lào bố trí đông người ở trung lộ. 20 giờ 04 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam thay người ngay trong hiệp 1, Quang Hải nhường chỗ cho Văn Quyết. Có thể tiền vệ của Pau gặp chấn thương và anh phải trường đá ở đùi ngay khi rời sân. Ảnh Quang Thị. 19 giờ 51 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam suýt có bàn thứ hai. Phút 21, sau cú sút của Tiến Linh, Hùng Dũng vung chân định đá nối nhưng bóng lại chạm vào ống đồng của anh rồi đi chạch cột trong gang tấc. 19 giờ 46 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam mở tỷ số. Phút thứ 15, Tiến Linh có cú đánh đầu đập đất, không cho thủ môn Lào có cơ hội cản phá. Trước đó, Văn Hậu thực hiện pha tạt bóng chính xác bên cánh trái. Đây là pha lập công thứ 13 của Tiến Linh cho tuyển Việt Nam. Ảnh Quang Thịnh. 19 giờ 41 phút ngày 21 tháng 12, Văn Đức dứt điểm. Phút thứ 10, tuyển Việt Nam mới có pha dứt điểm đầu tiên. Sau đường truyền của Quang Hải, Văn Đức thực hiện cú vuốt bóng nhanh nhưng thiếu chính xác. 19 giờ 39 phút ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam chơi chủ động. Sau hơn 5 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 80% theo SofaScore. Tuy nhiên, các học trò huấn luyện viên Park chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Các cầu thủ thi đấu tích cực, xông xáo và thậm chí sẵn sàng phạm lỗi để ngăn đối phương phản công. Ảnh Quang Thị. 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, trận đấu bắt đầu. Tuyển Việt Nam mặc trang phục toàn trắng. 19 giờ 10 phút ngày 21 tháng 12, Malaysia đánh bại Myanmar. Trong trận đấu sớm của bảng B, Malaysia giành chiến thắng trước Myanmar ngay trên sân khách nhờ pha lập công duy nhất của Faisal Halim.
Myanmar được hưởng một quả phạt đền ở cuối trận nhưng không tận dụng thành công. Ảnh FM. 18:55 ngày 21 tháng 12, dàn sao tuyển Việt Nam khởi động. Ảnh Quảng Thị. 18:54 ngày 21 tháng 12, khán đài tươi tốt. So với 2018, trận đấu ở AFF Cup 2022 có ít khán giả hơn, đa số vẫn là cổ động viên Việt Nam. Dẫu vậy, số lượng fan của đội khách giảm đáng kể. Theo ước lượng, trên sân vận động quốc gia Lào có khoảng 5.000 khán giả so với sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Ảnh Quảng Thị. 18:33 ngày 21 tháng 12, đội hình ra sân tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park không có sự thử nghiệm nào, ông tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Ảnh VFF. 18:29 ngày 21 tháng 12, cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân. Kiều bào cùng các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang đã có mặt tại sân để chuẩn bị cổ vũ thầy trò Park Hang-seo. Ảnh Quảng Thị. 18:27 ngày 21 tháng 12, cổ động viên Việt Nam tiếp lửa thầy trò huấn luyện viên Park. 18:09 ngày 21 tháng 12, tuyển Việt Nam đến sân. Thầy trò huấn luyện viên Park đã có mặt tại SVD Quy Lào, sẵn sàng cho trận ra quân ở AFF Cup 2022. Ảnh Quảng Thị. 18:05 ngày 21 tháng 12, trang phục ra sân của tuyển Việt Nam. Do đội chủ nhà Lào có trang phục truyền thống là đỏ, tuyển Việt Nam phải mặc áo trắng. Ảnh VFF. 18:04 ngày 21 tháng 12, huấn luyện viên Park loại Hải Huy, Văn Khang. Hai cầu thủ phải nói lời chia tay các đồng đội là Quất Văn Khang và Nguyễn Hải Huy. Đối với trường hợp của Bùi Tiến Dũng, trung vệ này sẽ gia nhập đội tuyển sau khi đội kết thúc trận đấu với Lào và trở về Hà Nội. Thắng Lào 6-0, tuyển Việt Nam đứng đầu bảng AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam thắng đậm, Lào với tỷ số 6-0 trong trận ra quân tại bảng AFF Cup 2022. Gặp đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng như Lào, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện sự tôn trọng đối thủ với đội hình mạnh nhất. Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức sát cánh ở tuyến giữa, trong khi bộ ba Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức sát cánh trên hàng tiền đạo ba người. Với sức mạnh áp đảo, đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận và tấn công dồn dập. Đội tuyển Lào chỉ trụ được 15 phút trước khi thủng lưới với pha ghi bàn của Tiến Linh. Phút 16, Đoàn Văn Hậu đi bóng ở cánh trái rồi tạt bóng như đập để Tiến Linh bật cao đánh đầu đập đất rất hiểm, giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên. Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam có thời điểm không duy trì được cường độ tấn công. Hàng thủ số đông cùng lối chơi quyết liệt của Lào cũng hạn chế đáng kể khoảng trống để Văn Đức, Quang Hải phô diễn kỹ thuật. Phút 21, sau pha đánh đầu pha bóng không tốt của cầu thủ chủ nhà, Tiến Linh ngã người móc bóng ngẫu hứng đưa bóng đi chệch cột dọc trong căng tấc. Phút 35, Văn Quyết đánh đầu lấy bóng nhưng thủ môn Lào đã cảnh giác, lùi về và bắt gọn bóng. Vào sân thế chỗ Quang Hải, Văn Quyết đã chơi rất sông sáo. Cuối hiệp 1, đội tuyển Việt Nam ghi bàn dân đôi cách biệt. Sau pha pressing đập bóng thành công của hàng tiền vệ Việt Nam, bóng nhanh chóng được luân chuyển tới vị trí của Văn Quyết. Hậu vệ Lào đã phá bóng đúng vào tầm dứt điểm của Hùng Dũng, tạo cơ hội cho thủ quân tuyển Việt Nam đặt lòng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam duy trì thế trận tấn công ở cường độ cao, trong khi Lào không còn đá phòng ngự với số đông như trong hiệp 1. Đội bóng của huấn luyện viên Michael Quay phải đẩy cao đội hình và cơ hội ghi bàn rộng mở giữa đội khách. Phút 56, Nguyễn Thành Trung đánh đầu lấy bóng giữa tầm để Hồ Tấn tài băng lên đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. Một phút sau, tận dụng pha đánh đầu phá bóng hụt của hậu vệ Lào, Văn Hậu khống chế rồi dãy má ngoài đẹp mắt bằng chân trái để nâng tỷ số lên 4-0. Huấn luyện viên Park Hang-seo tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân trong 30 phút cuối trận, nhưng bàn thắng dẫn đến với đội tuyển Việt Nam. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nguyễn Văn Toàn điền tên lên bảng tỷ số với cú sút chéo góc vào phút 82, phút 90+1. Vũ Chân Thanh ấn định chiến thắng 6-0 cho Việt Nam với pha đặt lòng chuẩn xác. Thắng Lào 6 bàn không gỡ, đội tuyển Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng AFF Cup sau lượt đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bằng điểm Malaysia, nhưng xếp trên giờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Kết quả, Lào 0-6 Việt Nam, ghi bàn. Việt Nam, Tiến Linh, phút thứ 16, Hùng Dũng, phút thứ 43, Tấn Tài, phút thứ 56, Văn Hậu, 57, Văn Toàn, phút thứ 82, Văn Thanh, 90+1. Việt Nam thắng Lào 6-0, ông Bắc vẫn lo sốt gió với Quang Hải. Chiến thắng tương bừng 6-0 trước Lào của tuyển Việt Nam đã không trọn vẹn với cảnh Quang Hải rời sân ở hiệp 1. Quang Hải đã phải rời sân sau 34 phút thi đấu, tiền vệ số 19 bị đau ở đùi và nhường chỗ cho Văn Quyết. Góc máy truyền hình đã bắt cận cảnh Quang Hải phải cần đến sự chăm sóc của bác sĩ trong cabin. Đây là chuyện không vui với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi Quang Hải có vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Cần nói, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận đấu kế tiếp. Đây là cuộc so kè rất quan trọng với tuyển Việt Nam ở bảng AFF Cup 2022. Trường hợp Quang Hải không thể thi đấu sẽ khiến cho tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn với Malaysia. Trong trận đấu với Lào, tuyển Việt Nam thi đấu chẳng khác gì một buổi tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo tung ra đội hình mạnh nhất và bóng chỉ lăn bên phần sân đội chủ nhà. Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Lào chơi phòng ngự với số đông. Với thời gian kiểm soát bóng lên 85%, Việt Nam mở tỷ số ở phút 15, Văn Hậu tạt bóng cho Tiến Linh đánh đầu tung lưới tuyển Lào. Sự khác biệt về chiều cao giúp cho Tiến Linh có ưu thế trong pha cùng chiến trước sự theo kèm của hai hậu vệ Lào.
Sau bàn mở tỷ số, Việt Nam tiếp tục lấn lướt về thế trận, Hùng Dũng khép lại hiệp 1 với bàn thắng thứ hai cho Việt Nam. Đây là tỷ số phản ánh đúng sức mạnh của Việt Nam trước Lào, đội bóng đã có 18 năm chưa biết mùi chiến thắng tại AFF Cup. Sau khi dẫn 2-0, Việt Nam chơi thoải mái hơn so với hiệp 1, Lào không còn phòng ngự số đông và bộc lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự. Trong vòng 3 phút, Tấn Tài và Văn Hậu ghi hai bàn giúp Việt Nam dẫn 4-0, dù thời gian trận đấu chỉ bước sang phút 58. Cách biệt 4 bàn giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán về nhân sự ở trận kế tiếp. Ông bắt trúc Văn Hậu, Hoàng Đức, Văn Đức rời sân để đưa Văn Toàn, Văn Thanh và Tuấn Anh vào thế chỗ. Tuyển Việt Nam có thêm hai bàn nhờ công của Văn Toàn và Văn Thanh. Chung cuộc Việt Nam thắng Lào 6-0, đây là kết quả không bất ngờ bởi đội chủ nhà có phần lớn cầu thủ ở độ tuổi 23, tức lứa cầu thủ từng thi đấu ở SEA Games 31 vào tháng 5 năm nay.